Cũng trong ngày hôm nay tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã tổ chức công bố đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng giai đoạn 2021-2030 và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch năm 2024. Theo đề án thì phạm vi thực hiện có diện tích là 124.832 ha, gồm có toàn bộ Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và một phần diện tích rừng phòng hộ và rừng sản xuất liền kề giao cho Ban Quản lý Vườn quản lý bảo vệ. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2030. Đề án được xây dựng nhằm khai thác hết tiềm năng và lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, hệ thống hang động gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc, tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân địa phương, kêu gọi đầu tư xây dựng các tuyến điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí mới. Đề án phấn đấu đến năm 2030 thì lượng khách du lịch đạt khoảng 3 triệu lượt, tổng doanh thu đạt khoảng 1.500 tỷ đồng. Đề án cũng xác định 20 khu vực gồm có 9 điểm và 11 tuyến du lịch có tiềm năng cần ưu tiên kêu gọi đầu tư để phát triển các loại hình sản phẩm du lịch. Tại hội nghị, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã ký và trao biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 5 doanh nghiệp trong phát triển du lịch.